Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ngủ với mẹ Bí thư Thành ủy. Tiêu đề của bài viết nghe có vẻ có gì đó bậy bạ và lố bịch, nhưng đó lại là sự thật. Đó là cha bổ nhiệm con làm lãnh đạo. Hai ngày nay dư luận xã hội bàn tán xôn xao chuyện bí thư cha bổ nhiệm bí thư con ở Thành ủy Bắc Ninh. Chuyện ông Nguyễn Nhân Trinh được điều động làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh bị dư luận xã hội đem ra châm chọc mỉa mai trên mạng xã hội kèm theo những icon mặt cười. Chẳng hạn như một người làm quan cả họ được nhờ, cả họ làm quan, chất kịch độc cho dân tộc, tương lai dân Bắc Ninh sẽ giỏi cờ vua. Nhân giống thuần chủng Nguyễn Thành ủy của con Nguyễn Tỉnh ủy, cháu của Nguyễn Quân ủy. Ủy nào cũng là quỷ. Nguyễn Nhân Trinh sinh năm 1984. Mới đây ngày 20 tháng 7, Trinh từ bí thư tỉnh đoàn được tỉnh ủy Bắc Ninh chọn làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh ở tuổi 36. Nguyễn Nhân Trinh sinh năm 1984, quê ở Tân Tri, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, tại chức. Trinh vào đảng năm 2011. Sinh ra trong một gia đình vốn dĩ có truyền thống cả tông chi họ hàng đều làm quan, chẳng hạn như có bố Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, ủy viên Trung ương Đảng, làm bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Có mẹ là Ngô Thị Khương, phó trưởng phòng bảo hiểm xã hội thành phố tỉnh Bắc Ninh, bằng đại học tại chức. Là Nguyễn Nhân Đà sinh năm 1989, trưởng phòng thi đua khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, bằng đại học tại chức. Có vợ là Chu Thị Ngân sinh năm 1984, trưởng phòng dân phận của trường chính trị Nguyễn Văn Cừ. Em dâu là Nguyễn Minh Huệ sinh năm 1989, phó trưởng phòng kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đại học tại chức. Có chú bà là Nguyễn Nhân Thắng, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bằng đại học tại chức. Chú bốn là Nguyễn Nhân Bình, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, bằng đại học tại chức. Có bà thím là Lại Thị Nguyệt, giám đốc trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Và còn khoảng 14 người thím, cô, cậu, con dì, chú bác, cháu chắt và cả tông chi họ nhà Trinh nhiễm trệ vào các chức vụ quan trọng của tỉnh này. Các chức vụ kể trên có thể thay đổi ít nhiều vì danh sách này đã thống kê vài năm trước. Vì có truyền thống cả họ làm quan nên Trinh trưởng thành tại tỉnh đoàn Bắc Ninh với bằng cờ vua nên tuổi trẻ ngồi vào ghế bí thư thành phố tại tỉnh này chẳng có gì là lạ. Ít nhất trong 5 năm tới, thành phố Bắc Ninh sẽ phát triển ra sao đều nằm trong tay có bằng đại học cờ vua tại chức này. Hắn sẽ hoạch định phát triển cho cả thành phố, mà dưới nó hàng loạt tiến sĩ kinh tế, giáo sư bằng thật đều phải cúi đầu nghe theo. Tỉnh này chẳng khác gì cái đất nước Việt Nam gần 100 triệu dân bị dẫn dắt bởi đám ma cô với bằng giáo sư tiến sĩ xây dựng đảng. Khi dân hỏi các ông tìm ra thiên đường xã hội chủ nghĩa chưa thì ngài bảo là đang soi đuốc đi tìm. Dân đen đợi đấy, đã có khi trăm năm nữa chưa chắc đã tìm ra. Giáo sư tiến sĩ học thật hoặc chạy ra khỏi ngoài để cống hiến nhiều nghiên cứu thành tựu khoa học cho nhân loại, hoặc ở lại thì bị trù dập cho cả đời không ngóc đầu lên nổi, thậm chí còn phải bị vào nhà giam. Tiền đồ của dân tộc Việt Nam ảm đạm như cái mặt của Trình vậy. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì bằng tại chức thì đó là bằng thật nhưng học giả. Bởi vì thực ra bằng tại chức thì họ chỉ đăng ký có cái tên mà thôi chứ không hề đi học một ngày nào. Hoặc nếu như có thì có thể có người đi học dùm. Hoặc giả nữa thì đi học thật nhưng ra quán cà phê ngồi ôm gái gú, chứ không hề học một buổi nào tại cái trường đại học tại chức ấy. Điều đó là một điều chắc chắn 100%, thực tế đã xảy ra như vậy. Nhiều người học tại chức nhưng hỏi ở trường dạy cái gì thì họ không hề biết.
Thưa quý vị và các bạn, cha làm bí thư tỉnh, con làm bí thư thành phố, phù hợp với quy trình. Trả lời báo chí về việc bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến bổ nhiệm con trai Nguyễn Nhân Trinh giữ chức bí thư thành ủy tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh Bắc Ninh nói việc này không vướng quy định nào của Đảng. Rõ là không vướng quy định vì mục tiêu của Đảng là cha truyền con nối để giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng. Chân dung gia đình quyền lực bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị tố cáo từ năm 2016. Đến nay dư luận đã có câu trả lời từ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy rằng việc này không vướng quy định nào. Nguyễn Nhân Trinh thì học tại chức chứ không phải là học đại học chính quy. Và tại sao là học chuyên ngành cờ vua mà không là bằng cấp từ các trường đại học khác? Bằng đại học của Nguyễn Nhân Trinh do Đại học Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh cấp phát. Đây là cách dễ dàng nhất để có bằng đại học hợp lệ mà không phải động não. Sau khi vượt qua vòng sát hạch này, việc nâng cấp tấm bằng đại học chuyển qua thạc sĩ là chuyện nhỏ như con thỏ với hệ thống giáo dục thành tích của Việt Nam. Bí thư Nguyễn Nhân Chiến còn có một người con trai khác là Nguyễn Nhân Đạt, sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học chuyên ngành bơi lội. Hơn ai hết, Bí thư Chiến đã nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành của Đảng. Bí thư Chiến đã để hai con đi học đánh cờ và bơi lội để đảm bảo sức khỏe khi chạy đua trên quan trường. Khi biết chắc rằng không hề có quy định nào nói bố làm bí thư tỉnh thì con cái không được làm bí thư tỉnh ủy, nên trước khi về vườn, Chiến đã bổ nhiệm Trinh để tiếp tục chinh chiến trên con đường giữ ghế quan lộ của đại gia đình cả dòng họ của ông. Thưa quý vị và các bạn, người ơi giữ ghế đừng về là nhan đề bài viết của tác giả Lê Thiếu Nhơn như sau. Thành phố Bắc Ninh vừa có tân bí thư thành ủy là ông Nguyễn Nhân Trinh, con trai của đương kim bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ông Nguyễn Nhân Trinh có bằng cử nhân hệ tại chức cờ vua, đã có thời gian làm bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, nêu gương sáng cho thanh niên về khả năng học hành dốt nát, chơi cờ khôn khéo. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Trinh làm bí thư thành ủy Bắc Ninh ở tuổi 36 là một kết quả quá sức tốt đẹp. Cha là bí thư tỉnh ủy và con được bổ nhiệm bí thư thành ủy là cấp dưới thì chắc chắn không có chuyện hối lộ để chạy chức và không có ai nghi ngờ về động cơ nâng đỡ không trong sáng. Ngoài con trai Nguyễn Nhân Trinh, gia đình và họ hàng của Nguyễn Nhân Chiến có hơn chục người nắm giữ các vị trí béo bở ở tỉnh Bắc Ninh. Đây là mô hình kiểu mẫu về lãnh đạo hiện nay vì luôn đồng thuận và rất tiết kiệm. Không đồng thuận sao được, khi cha gật thì con cũng gật, anh gật thì em cũng gật, chú gật thì cháu cũng gật, chị gật thì thím cũng gật, cậu gật thì dượng cũng gật, cả nhà cùng gật, dĩ nhiên mọi quyết sách đều thông qua nhanh chóng và dễ dàng. Không tiết kiệm sao được khi cả nhà chỉ cần mở tiệc cuối tuần là đủ bá quan văn võ của tỉnh, không cần phải tốn kém ngân sách nhà nước để tổ chức hội nghị, hội thảo. Cái bài ăn gia đình và gánh vác sứ mệnh nghị trường địa phương thì lợi ích trăm đường. Ông Nguyễn Nhân Chiến năm nay đã 60 tuổi, ông lót đường cho con trai yên vị để thành thơi nghỉ hưu chăng? Nếu vậy thì đáng tiếc quá, ông Nguyễn Nhân Chiến cần giữ ghế thêm vài ba nhiệm kỳ nữa để cha truyền con nối và đồng lòng đưa tỉnh Bắc Ninh tiến lên phía trước, nếu không thành đầu tàu kinh tế thì cũng thành thung lũng Silicon. Không những vậy, mô hình quyền lực của gia đình Nguyễn Nhân Chiến phải được viết sách cho cả nước học tập và làm theo. Như vậy, một giải pháp cải cách chính hành chính, một cửa, một dấu, một tay che trời. Sứ quan họ vẫn xôn xao nhận chân tình, người ơi người ở đừng về. Đối với trường hợp của Nguyễn Nhân Chiến thì càng tha thiết hơn, người ơi giữ ghế đừng về. Để thiên hạ biết được thành quả kiến tạo từ tha hóa ngầm đến tha hóa công khai và tha hóa trên diện rộng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên trang mạng xã hội, tác giả Bạch Hoàn cũng có bài viết đó là hồng phúc của dân tộc liên quan đến vị bí thư mới này.
Báo chí đưa tin bổ nhiệm nhân sự mới ở tỉnh Bắc Ninh không hề đầy đủ, đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Nhân Trinh, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh. Một số tờ báo chỉ cho biết ông Trinh được bổ nhiệm từ bên đoàn sang bên đảng, nhưng không cung cấp cho độc giả những ưu nhược điểm cũng như thành tích của tân bí thư. Vì thế tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin quan trọng khác. Về ưu điểm, Bí thư Trinh là một cán bộ tuổi đời còn rất trẻ, có khả năng và năng lực nổi trội là hoạt động công đoàn. Về thành tích, mặc dù khai sinh ra tại tỉnh Bắc Ninh năm 1984, Bí thư Trinh là con đẻ của Nguyễn Nhân Chiến, nhưng đến tháng 11 năm 2011, Bí thư Trinh đã trở thành con ruột của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, từ xuất phát điểm chào đời là con của một đảng viên mới kết nạp, đến năm 2015, Bí thư Trinh đã trở thành con trai ruột của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, người được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2011 là ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến nay là ông Nguyễn Nhân Chiến, gọi tắt là Bí thư Chiến. Bí thư Chiến là bố của Bí thư Trinh. Về thuận lợi bổ nhiệm Bí thư Trinh theo quy trình là quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đứng đầu Ban Thường vụ tỉnh ủy là Bí thư Chiến. Như vậy, Bí thư bố đứng đầu tổ chức bổ nhiệm bố Bí thư con. Về khó khăn, Bí thư bố từng bị dư luận phản đối dữ dội khi lộ thông tin cả gia đình, vợ con, anh em, họ hàng, nội ngoại, thông gia đều làm quan ở tỉnh Bắc Ninh. Vào năm 2017, tại phiên thảo luận về luật tố cáo sửa đổi, Bí thư bố đề nghị cấm đưa nội dung tố cáo lên mạng xã hội, nhưng đã không được chấp thuận. Kỳ vọng, mặc dù vậy, Bí thư bố có lập trường kiên định không lung lay trước làn sóng dư luận, giữ gìn thế trận cả nhà làm quan. Bí thư con là con của Bí thư bố, vì thế phẩm chất này dự báo có thể sẽ được di truyền. Đó là hồng phúc của dân tộc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một bổ nhiệm trong sáng, đó là bài viết của Dương Tiêu ở trên mạng xã hội. Năm 1990X, tôi đã đỗ khoa văn học, đại học, tổng hợp, cả nhà giàu dĩ như vừa bị trượt Việt Lót. Hóa ra cả họ nhà tôi bao gồm hai bên nội ngoại hàng xóm láng giềng đều không hiểu học văn ra làm cái gì, công chuyện gì. Mãi đến Tết năm đó, nhà cũng vui hơn khi ông Bô thông tin. Ông giám đốc doanh nghiệp xây dựng gần nhà đã hứa nhận thằng cử nhân văn chương khi ra trường. Có lẽ ông giám đốc kia cũng chả có ý định nhận một thằng học văn về làm tại doanh nghiệp của mình. Nhưng nhìn cách bố mẹ tôi vui thì tôi hiểu rằng kiếm được một chỗ làm vừa là sứ mệnh vừa là nhiệm vụ của các bậc cha mẹ. Rồi chẳng may tôi cũng đi làm. Đoạn bị đệ tử của Lê Đức Thúy gạt ra khỏi thời báo, nhà băng kể từ lúc khác. Có chuyện này tôi xin kể luôn, đó là tôi làm vài tháng tại một ngân hàng quốc doanh, đến giờ tôi vẫn đang vật vưỡng to ở đất nước này. Tôi cống hiến cho đất nước một ông tù dự bị, ông này chết trước khi đi tù, và cái ông mà giai thoại đấm phó chủ tịch Bình Định Ý. Quay lại chuyện xưa, ngày đó nghe lời của ông anh cùng phòng lân la làm quen với ông trưởng phòng tổ chức. Thời cuối những năm 1990, khi vàng còn 500.000 trên một chỉ, lần làm quen đầu tiên là 1 triệu, một phong bì và một cân nho Mỹ. Ôi chà chà, hồi ý nho Mỹ đã xuất hiện nhưng việc ăn như ăn mận hậu bây giờ vẫn là quá xa xỉ. Ông trưởng phòng vui vẻ cầm, nói chuyện ba láp một hồi, đến giờ dê, tức là sắp đến lượt thi tuyển. Vẫn nghe lời ông anh kia, tôi lại xách chùm nho và phong bì đến nhà trưởng phòng tổ chức. Chờ 2 tiếng đồng hồ thì ông về, vẫn vui vẻ cầm chùm nho và phong bì, nhân với 10 lần mệnh giá lần đầu tiên. Hôm sau, không rõ lý do ông trưởng phòng trả lại 10 triệu đồng, ông anh quen kia khi biết chuyện chỉ hỏi mỗi câu,
Thế sao lão không trả lại 1 triệu lần trước nhỉ? 10 triệu được tôi trả nguyên vẹn cho bố mẹ tôi. Và đó là lần cuối cùng ông Bô bà Bô bắt tôi cầm tiền chạy chức. Vài lần sau số tiền được nhân lên theo giá vàng nhưng tôi đều không cầm. Nói vậy để thấy bố mẹ nào cũng muốn con cái thành đạt. Thành đạt bất chấp. Ông bà Bô tôi có thể không hiểu rằng việc chạy tiền, chạy việc đã làm mất cơ hội cho những thằng cử nhân khác không có tiền. Hôm qua một báo giật tít cử nhân Nguyễn Nhân Trinh được chỉ định làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh. Tờ báo này cho biết Nguyễn Nhân Trinh, bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức được tỉnh ủy Bắc Ninh điều động giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh, là con trai ruột của đương kim ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Có thể đây chỉ là sự trùng hợp, có thể là gen, có thể đây là hồng phúc của dân tộc. Nhưng chắc chắn, chúng ta đang có bí thư bố và bí thư con. Sau đây nhiều khả năng bí thư con sẽ vào thường vụ tỉnh ủy, vậy là hai bố con cùng họp, quyết cái gì cũng dễ đồng thuận. Nhiều người cho rằng những vụ cả nhà làm quan đang làm xói mòn niềm tin của người dân vào đảng, nhà nước, vào chính thể. Nhưng có tín hiệu vui, rất vui từ vụ việc này. Đây là việc bổ nhiệm quan chức đầu tiên có thể được khẳng định không có hối lộ lót tay, cảm ơn. Có thể nói là rất trong sáng, cho đến khi Ủy ban kiểm tra kết luận là có sự nâng đỡ không trong sáng, thì Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bắc Ninh vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Bí thư Trinh, Bí thư Chiến, hoặc ngược lại, Bí thư Chiến, Bí thư Trinh cho đúng tôn ti trật tự. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên Facebook của Phạm Minh Vũ có một bài viết rất vui, cá nhân rằng đại tang nhà Bí thư Trinh. Trước cổng cơ quan thành ủy thành phố Bắc Ninh, một bác dân oan bị chủ tịch thành phố Bắc Ninh ra quyết định thu hồi đất trái luật, đền 1 hectare đất không đủ mua 100m² nơi đất tái định cư. Nhiều lần kêu oan lên tận trung ương nhưng bị đẩy đưa đá bóng, đơn thư quay lại. Vô vọng, nhiều lần ấm ức nghĩ đến cái chết do bạn bè dân oan ở Dương Nội khuyên chết rồi thì đất mất, thật sao nên thôi. Nghe tin thành ủy mới có tân bí thư nên nay đi gặp tân bí thư thành phố Bắc Ninh hỏi cho ra lẽ. Bác thập thò nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn vào trong qua khe cổng đóng kín. Thấy vậy anh bảo vệ quát to: "Ông kia, tới có chuyện gì?" "Tôi muốn gặp bí thư Trinh để hỏi coi chủ trương giải phóng mặt bằng đất nhà tôi đúng hay sai, tôi oan quá. Ban đầu chủ trương để xây bệnh viện nhưng bây giờ thì phân lô bán nền là sao?" "Hôm nay bí thư nghỉ lo đám tang, ông nội bí thư mới mất chiều nay, tuần sau hãy quay lại." Tay bảo vệ gắt gỏng với bác dân oan: "Vậy cho tôi gặp phó bí thư được không?" "Cũng không được, vì ông bác phó bí thư cũng vừa mới mất." Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt của bác dân oan, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm: "Vậy chỉ đường cho tôi lên gặp ông bí thư tỉnh được không?" "Không được, bố của bí thư tỉnh vừa mất." "Vậy chỉ cho tôi gặp phó bí thư tỉnh." Mặc dù lời khẩn cầu tuy thất vọng nhưng bác dân oan vẫn cố hỏi thêm: "Không được, hôm nay phó bí thư tỉnh lo đám tang, bố vợ phó bí thư vừa mất." "Anh đùa đấy à, sao nay cả tỉnh lại chết hết vậy?" "Ông không biết thì ôm mồm im mồm đi. Bố bí thư tỉnh là ông nội của bí thư thành phố, là bố vợ của phó bí thư, là bác của chủ tịch, là ông của vợ trưởng phòng nọ, bố chồng của giám đốc công an đấy. Lắm mồm, thôi đi về, tuần sau quay lại gặp." Bác dân oan vẫn chần chừ, thơ thẩn xen lẫn tuyệt vọng: "Thôi về lẹ đi, cho tôi đóng cửa cơ quan." "Vẫn sớm mà, sao đóng vội thế?" "Tôi phải về lo đám tang, bác bên vợ tôi vừa mất." Lụi cụi dắt chiếc xe đạp cũ nát đi được một quãng, bác dân oan quay lại thì thấy cổng bỗng nhiên mở. Một thanh niên trạc 30 tuổi tay cầm bộ cờ vua, lên xe mẹt đời mới bóng loáng đợi sẵn. Anh thanh niên đi cùng ông bảo vệ,
họ vội vàng lên xe, xe phóng làm cho bụi tít mù cả một bầu trời quan họ. Bác Dân Oan nghĩ thầm, quan họ thì ra cả họ làm quan chăng? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để số thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.